Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh đồ gốm Nhật Bản của em Toàn. Hôm nay em Toàn có hai chiếc đĩa men xanh lam vẫn còn nguyên ở trong hộp đây mọi người. Đấy, đây em đang quay, em để luôn cả hộp này, em bóc ra cho mọi người xem. Đây, hộp nó rất lịch sự luôn. Hai chiếc này là của Imari nhé mọi người nhé. Hàng này hàng của Imari. Đây là cái hộp gỗ của nó, đây là cái nắp đó. Để em xin phép em hạ nó xuống, em lôi nó ra nhé mọi người nhé. Hàng này thì bao xưa rồi mọi người ạ, xưa sửa giờ xưa rồi. Đây đấy, để em lấy nó ra. Còn nguyên trong hộp luôn các bác ạ. Đây, hai chiếc một cặp luôn mọi người ạ, họa tiết giống nhau nhé mọi người nhé. Thôi để em đặt cái này nó xuống dưới đã. Em cho cái hộp này đây, em dựng luôn cái hộp này ở đây. Đấy, đây là hộp nhá mọi người nhá. Để em bỏ cái đĩa nó ra. Hàng này xưa sửa xưa xưa luôn, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, mời các bác xem này. Đấy, nó vẫn còn mấy cái dấu của cái trống, của cái chân mọi người nhá. Cái chỗ này là nó sứt từ rất là lâu rồi mọi người nhá, một xíu này. Nói chung là mặt sau không ảnh hưởng gì vì hàng nó là quá là sâu tuổi rồi. Các bác xem thấy chưa, men rất là sâu men luôn. Tươi và lấy hộ anh hai cái chân nhỏ nhỏ của đĩa ra đây. Cái mọi người ấy, cái đĩa này là nó không có chân đâu nhá mọi người nhá. Nó không có chân, nó chỉ có đĩa thôi. Nhưng mà em là lấy cái đĩa, cái chân của cái đĩa khác nó nhỏ hơn để em quay video thôi mọi người ạ. Nên là nếu mà mọi người mà lấy cái cặp đĩa này của em thì mọi người thông cảm cho em là nó không có chân nhé mọi người nhá. Đây là một chiếc này mọi người này. Một chiếc, đấy em đặt chiếc này nữa lên. Đây, mời em trước tiên, em trước khi em đặt lên em mời các bác xem này. Đấy, họa tiết của nó này. Men rất là sâu men luôn. Đấy, rất là đẹp. Đây, phía sau đây mọi người. Đấy, chồn đáy của nó rất là đẹp luôn. Hàng này thì bao xưa rồi, rất là đẹp. Cốt rất là dày luôn các bác ạ. Đấy, các bác nào mà mua cái này về sưu tầm đúng một cặp luôn, trưng bày quá là đẹp luôn các bác ạ. Một cặp đĩa của Imali nhé mọi người nhá. Đĩa này Imali. Để em đẩy nó xê ra một tí cho các bác ngắm. Đấy, các bác thấy chưa? Màu men quá là đẹp luôn, sáng, rất là sáng, sâu men, rất là đẹp luôn. Để em trên bếp này em đo kích thước cho báo các bác nhé. Cái này thì chiều sâu thì em chỉ áng áng thôi mọi người ạ. Để em thử đo chiều sâu đó. Chiều sâu của chiếc này. Để em đẩy nó sát vào đây, em đo luôn. Các bác đợi em chút để em đo chiều sâu nó đã. Chiều sâu của nó là 8 nhé mọi người nhé. Chiều sâu là 8. Hàng là quá là xưa luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Hàng đẹp chưa? Hàng đây để em đo kích thước nha các bác. Hai chiếc hai này là kích thước giống nhau mọi người. Nó là 40 như này. Đây các bác này, nó là 47,5 nhá mọi người nhá. 47,6 ấy, thôi cứ tính 47,5 đi mọi người. Chiều mặt của nó là 47,5, sâu là 8, rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ tay hàng men xanh lam rất là đẹp. Đấy các bác thấy chưa, nhìn thấy đẹp chưa, quá là đẹp luôn phải không các bác. Để em lật mặt sau lại đấy nhá. Đây, em lật mặt sau lại cho các bác nhìn mặt sau của nó. Đây các bác này,
Còn kia là nó có 5 cái dấu chân, nhưng mà trước này lại có 3 cái thôi mọi người. 3 dấu chân như nó là một cặp. Cái này thì tại sao một bên 3, một bên 5 thì cái này thì em chịu luôn. Em không biết giải thích nha các bác nhá. Em mua như nào là nó có như thế thôi. Đây, đấy, các bác xem họa tiết men của nó này. Rất là đẹp luôn. Hàng khá là ok luôn. Chim cò nhà cửa, sông nước hữu tình, cây tùng. Em quay nó lại xong rồi. Em sẽ cho các bác xem kỹ hơn một chút về cái họa tiết của nó. Hàng vẫn còn full hộp nhá mọi người nhá. Hai chiếc này thì em nghĩ chiếc này màu nó sáng hơn một chút này mọi người này. Hai chiếc, một chiếc màu nó sáng hơn một chút nhá các bác nhá. Đây, để em quay sát lại cho các bác xem. Các bác nào mà ưng ý cặp đĩa này, các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nha mọi người nhé. Đây mà các bác xem họa tiết của nó. Khá là đẹp luôn. Đây, cái chỗ này là vết bẩn nha mọi người nhé, không phải nứt nhá. Những cái chỗ này là vết bẩn. Đấy, đấy một chiếc, đây bên này. Chiếc bên này đây các bác. Đấy, các bác xem mà nếu mà ưng cặp đĩa này các bác cứ liên hệ với em để chốt hàng nhá, em sẽ gửi về cho các bác. Đấy, các bác xem này. Đấy, có ngôi nhà này, dưới bóng cây tùng này, rất là đẹp luôn. Đấy, bên này nữa. Theo em nhìn này thì nó vẽ nó cũng tương đối đều nhau, một bên hơi đậm hơn một chút thôi các bác. Đây mà các bác xem này. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Mọi người nếu mà ai mà ưng ý cặp đĩa Imali hàng xưa sâu tuổi này thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.